Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô 1 được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodegarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Kèo này thì hôm nay mình sẽ trả kèo thốn cho tất cả anh em comment rất nhiều. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn một vị tướng thốn nâng cao dành cho bạn nào mà cần có một cái sổ cái sự góp ý. Đấy, các bạn thấy chưa? Thường thì mình thấy rất nhiều người chơi thốn ở giai đoạn đầu game, các bạn sẽ lắp 3 viên đạn xanh để phá mang lính này, nhưng không, đó là sai sách rồi các bạn nhá. Hãy lắp cho mình 3 viên tím và bắn trực tiếp vào thằng xạ thủ nó cho mình. Bởi vì vốn gì rằng các bạn mình thường thấy rằng những người chơi thốn ở giai đoạn đầu game thường bị thua thiệt bất kể một vị tướng xạ thủ nào ở giai đoạn đầu game. Bởi vì như nào, các bạn sẽ bị thằng thốn, đặc biệt là một cái lượng máu nó dày cực kỳ luôn, rất dễ bị chết. Bất kể thằng xạ thủ, thậm chí thằng pháp sư nó đánh với thằng thốn cũng chết cơ các bạn cơ, đánh thương cũng chết đấy. Cho nên rằng mình thấy một cái nhược điểm của thằng thốn rằng cái thủ nó yếu, cái máu nó dày, mà đặc biệt rằng cái đòn đánh tay của nó thì yếu hơn bất kể cái thằng xạ thủ nó khác. Nó đòn đánh tay của thằng xạ thủ nó yếu, thậm chí đến mà cái đòn đánh tay solo cứu với thằng pháp sư thì nó còn thua nó cơ. Cho nên rằng các bạn hãy nhớ rằng khi thốn trao đổi chiêu thức bất kỳ ai, hãy lắp cho mình ít nhất 2 viên đạn tím vào để các bạn trao đổi chiêu thức bất kỳ xạ thủ nào thì các bạn mới có lợi thế. Còn không, các bạn sẽ bị yếu thế rất nhiều. Và đặc biệt rằng giai đoạn đầu game các bạn nhé, nên nhớ rằng hãy lắp cho mình 3 viên đạn tím mà phá ngay cái thằng xạ thủ của nó, như cái phá vừa rồi của mình. Đấy, rồi cái phá vừa rồi của mình thì mình áp đảo được cái thằng bên trái là luôn. Đấy là cái giai đoạn đầu game cực kỳ quan trọng, dần đến thằng thốn bị đe được hay không là cái điểm đấy các bạn nhé. Hãy nhớ cho mình điểm đấy nhá. Không được lắp đạn xanh lên nó bắn ạ. Lắp đạn xanh phám là các bạn sẽ bị gọi là một cái là bị thằng xạ thủ nó đe liền. Cho nên phải lắp cho mình 3 viên đạn tím bắn cho nó đe, gọi là đe cho nó biết mặt thế nào lề đủ lên các bạn rồi. Cái pha này thì giáo tranh khả năng mình nghỉ giáo tranh được ăn thế này nguy hiểm quá rồi, trừng phạt đi, hay quá, lùi về một chút. Trong bên lái có hai thằng, khả năng thằng rừng nó đâu lùi, mình lùi về nhá. Chắc chắn lo đi om để thằng rừng được đó, cho nên mình giảm lên cao bắn. Đấy. Rồi lắp hai viên đạn vàng nào, cái phá này. Các bạn nên nhớ ra đâu game khi thôn combat thì mình ưu tiên sẽ hai viên đạn vàng. Tại vì sao như vậy? Thứ nhất là khi ba viên đạn tím nó không có đam nhiều thì mình sẽ lắp đạn vàng để bắn cái hạn chế, cái thứ nhất là gây choáng lâu, thứ hai là hiểu khống chế thật ra là chậm các bạn nhá. Đây cái phá này ngon lành rồi, ngon lành rồi, tao lắp ba viên đạn tím luôn. Rồi phá này bắn ba viên đạn tím đã được rồi. Ôi, làm gì chạy đi đâu. Rồi chưa ba trọng tâm, trừ trọng tâm tạch ba mảng. Giai đoạn đầu game nó ngon ơi là ngon anh em ạ, nó cực kỳ ngon luôn. Rồi thì giai đoạn đầu game đi đường là nôm na như vậy các bạn nhá. Thực sự để mà nói đang thốn là một vị tướng, nó cái đòn đánh tay của nó đấy các bạn nhìn, ôi trời, đánh con quái nó chán thật, cái lượng đá này mình thê, nó thậm chí nó thua thằng Diêu đánh thương các bạn ạ, nó thua cả cái đòn đánh tay thằng Diêu. Và thậm chí để mà nói thẳng là thằng thốn cái đòn đánh tay của nó yếu hơn tất cả các vị tướng xạ thủ nào có đến cái bản đồ này, thậm chí đòn đánh thương tay ấy, nó yếu hơn cả pháp sư nữa. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng mình nói như thế này để các bạn luôn luôn nhớ rằng bắt buộc các bạn sẽ phải có đàn để bắn, còn không có đàn thì lui. Bởi vì không có đàn nó bắn như gầy ngứa, mà khi các bạn bắn như gầy ngứa thì nó trả sát thương các bạn sẽ chết. Cho nên đây là cái lỗi nhược điểm các bạn chơi thốn rất dễ chết, là các bạn bắn đàn thương khi hết đàn đấy nhá. Khi các bạn hết đàn rồi thì các bạn lao lên bắn tay thương, nhưng bị trả một phát thì các bạn sẽ chết. Cho nên đó một cái lỗi rất là nhược điểm của thốt. Khi nào hết đàn, nếu cảm giác ăn được thì bắn, còn không thì lùi. Lùi thật nhanh, đừng cố nhá. Các bạn đừng nghĩ là nó có một nửa cái máu là bắn cháy chết không, lâu lắm. Cho nên hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi mình sẽ nói qua một chút về cái ba đàn xanh. Khi mình lắp ba đàn xanh này thì chắc chắn rằng mình sẽ farm và không đánh nhau, các bạn hãy nhớ nhá. Rồi cái pha này thì mình nói chung là lao lên vượt vượt một chút thôi.
Rồi cái pha này mình lùi một chút, lùi bình tĩnh hết đàn, không có đàn nữa mình lùi này. Bắn có mất máu đó, từ từ rồi, pha này lướt là hô chiêu đây rồi. Ngon đấy. Có đàn mình bắn, không có đàn các bạn phải thế không? Mình lùi liền. Không có đàn là mình lùi liền. Các bạn hãy nhớ cho mình như vậy đi, chế thôn. Thực sự là các bạn cứ bị hám bắn. Đấy, thực sự là nhìn thằng này bắn cháy nhìn rất là đẹp mắt, nhìn rất là phê, rất là sướng, khiến các bạn rất bị cuốn vào cái bản thương của nó, nhưng mà không có đàn đâu. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi có đàn thì mình được bắn. Còn cái đàn xanh, khi các bạn lắp ba cái đàn xanh đâu thì chắc chắn các bạn phám không đánh nhau. Mục tiêu rõ ràng, thằng thốt này các bạn phải chơi gọi là kiến định rõ ràng luôn. Lắp 30 đàn xanh, mục tiêu phám, không đánh. Còn 20 đàn tím trở lên là phám nhau, không sử bộ con thằng nào hết. Còn ra đầu game thì mình khuyên các bạn lắp cho mình 20 đàn vàng để tất cả các bạn gọi là bắn giao tranh. Thứ nhất làm khi ra là đấu game thốn không đủ nám giết một vị tướng thì các bạn sẽ phải làm chậm hiệu ứng khống chế cho đồng đội mình rồi, nhớ nhá. Rồi còn rửa game như nào ạ? Rửa game thì chúng ta sẽ lùi lại một viên đàn vàng, là chỉ lắp một viên đàn vàng thôi để chúng ta còn có một chút đám để chúng ta gây rất thương. Còn về lết game như nào ạ? Lết game thì pháng mình 3 viên đàn tím. Hãy nhớ nhá, cái viên đàn vàng nó sẽ tỷ lệ bị giảm trừ khi đầu rửa và lết. Đầu game dùng 2 viên đàn vàng cho mình, rửa game dùng cho mình 1 viên đàn vàng, và lết game không dùng viên đàn vàng nào hết, dùng 3 viên tím chơi luôn. Đấy, đây là cái lý thuyết mà mình đúc kết ra tất cả những trận đấu díu xíu phẩm gọi là bản thân mình chơi và mình nhìn thấy như pro chơi. Đấy, thực sự ra là chúng nó cũng có thể lắp nhiều viên đàn khác, nhưng đây là cách mình cảm thấy hiệu quả cái lượng đám tối ưu nhất của vị tướng thốt, cho nên mình sẽ chia sẻ các bạn clip này. Được rồi, mình sẽ chơi theo phong cách như vậy cho tất cả anh em xem, cho tất cả bạn xem cách lắp những viên ngọc của mình bắn ở đâu, rửa và lết. Ở giai đoạn này phút thứ 5 mình cảm giác như cả khả năng mình hơi có đá một chút thì mình sẽ lắp 2 tím 1 vàng, còn lết game sẽ 3 tím phán luôn. Đấy, và có một cái điểm lưu ý rằng nhá, các bạn bị mắc một cái lỗi là các bạn lắp 3 viên quả sớm, các bạn lại phám quả đi mất đi một chẳng hạn như cái pha này của mình này. Đấy, các bạn sẽ bắn một phát là bị hết đàn này, nhưng không, mình còn lướt lên này, từ rồi là lướt lên thôi. Đấy, cái này nói lên cái điều gì ạ? Cái này nói lên một cái điều rất là quan trọng với tất cả các bạn bị mắc cái lỗi là trước khi combat các bạn lắp 3 viên. Đấy thì như nào ạ? Thì khi combat các bạn chỉ bắn được 2 viên thôi. Còn bản nam khốn khéo là các bạn sẽ dùng lướt cái phá này này, từ từ mình solo cứu thằng ná đã, một rồi bán từ còn lướt lên này, lướt lên hôi, thấy chưa anh em, thấy chưa, tối ưu hóa sát thương chưa. Thì như thế nào trong trường hợp khi tất cả các bạn lắp được 3 viên đàn tím và bắn được một mục tiêu ấy, thì khuyến các bạn hãy bắn hết đàn thì sau đó các bạn sẽ lướt, sẽ được hôi thêm một combo đàn tiếp. Đấy, hãy nhớ mấy cái điều đấy nhá. Đấy, rất là tuyệt vời đấy. Cho nên rằng khi tất cả các bạn tiếp cận mục tiêu rồi thì chúng ta không cần phải dùng chiêu 2 lướt lên để kích hoạt cái đòn sát thương đánh nó đâu. Bởi vì rằng nếu cái phá vào đôi mình mà lướt lên với thằng Nagaroth là mình sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết luôn vì mình hết đàn thì hết sát thương thì bị thằng Nagaroth chết. Đấy, hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Cách tốt nhất dồn combo tối yếu nhất lắp 3 viên đàn tím, nếu cảm giác không cần lao lên thì các bạn cứ bắn hết cho mình. Đấy, các bạn thấy chưa, mình không vội vàng lướt chiêu 2 nhá, cứ bắn này. Rồi, hết đàn phát mình lướt thêm pha này nữa là sẽ còn 3 viên đàn tím, thì hôm nay mình sẽ bắn được 2 combo đàn. Tối ưu nhất là bắn được 2 combo đàn là tuyệt vời nhất. Đây là giai đoạn rửa game bắt buộc các bạn phải nắm bắt được cái kỹ năng này. Bởi vì như nào, rửa game này cái đàn bắn nó bắn rất là nhanh hết, các bạn chỉ bắn được tầm 5 viên 6 viên các bạn sẽ hết một combo đàn thôi. Cho nên bắt buộc các bạn phải thanh thảo cái kỹ thuật bắn lắp 3 viên. Đây, 3 viên này, bắn đấy, cứ bắn này, bắn rồi đấy các bạn. Đây, bắn lên lên đây. Ok chưa? Mình không vội lướt lên chiêu 2. Đấy. Còn như thế nào thì dùng lướt chiêu 2 ạ? Khi lết game nha. Khi lết game các bạn lắp cho 3 viên đàn tím, kích hoạt chiêu 2 bắn 2 viên nó chết. Đấy, các bạn hãy nhớ từng giai đoạn, từng trận đấu, từng lượng sát thương của thằng thốt, các bạn chơi cho phù hợp. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Giai đoạn rửa game, các bạn hãy tối ưu hóa nhất cái 2 combo đàn bắn chiêu 1 cho mình. Không nên dùng lướt lên làm gì, trừ khi những cái tình huống mà các bạn chiếu 1 không hồi thì bạn sẽ lướt chiếu 2 lên để mà hồi luôn cái đàn trước, hãy nhớ nhá. À thì nói chung là cái chiếu 2 thì chắc là chiếu thức mình khỏi phải giải thích nhỉ, chắc ai cũng biết là đúng không? Còn không thì mình sẽ giải thích này. À, chiếu 2 nó sẽ tái kích hoạt lại 3 cái viên đàn mà các bạn lắp khi trước đó mà các bạn bị hết hồi chiếu. Chẳng hạn mình lắp 3 viên đàn tím bắn hết rồi thì mình lướt chiếu 2 sẽ hồi tiếp tục 3 viên đàn tím.
Nhưng trong quá trình lướt được rồi thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa nôm na rằng là hồi chứa một để cho nhanh. Ngồi đó mà giải thích vớ vẩn. Nôm na rằng khi các bạn dùng hết đàn rồi thì chiều hai nó sẽ được hồi chứa một đấy cho nhanh cho khỏe. Rồi đây là giai đoạn tâm gọi là cuối giờ game đó. Cuối giờ game đúng đấy. Thì mình sẽ ưu tiên bắn 3 viên đạn tím. Và 3 viên đạn tím này mình sẽ ưu tiên công kích thêm lượng sát thương bằng chiêu 2. Đấy, khi các bạn lắp những viên đạn rồi, các bạn kích hoạt chiêu 2 thì cái đòn đánh đầu tiên nó sẽ kích hoạt cường hóa cực kỳ mạnh. Nếu có một viên đạn vàng thì sẽ bị choáng. Nếu có 3 viên tím thì lượng sát thương nó được nhân đôi lên rất là mạnh các bạn nhé. Đấy, bây giờ các bạn hãy nhìn cách mình luôn luôn lắp 3 viên đạn tím để mình phang nhau thôi. Bởi vì các bạn không cần đạn vàng nữa. Đạn vàng là chỉ vào những tình huống là có coi như là giữ chấn mục tiêu lại. Đây đây, từ phá này. Ủa chú bạn, trời ơi không được cái mảng nào ạ. Ôi. Đấy, từ bình tĩnh tí nữa mình sẽ cho anh em biết thế nào là thốn lết kính như thế nào luôn. Lết game thốn bà đảo luôn các bạn ạ. Thằng thốn lết game đến bà chạy luôn, không còn gì để mà chế trách nó nữa, cực kỳ hoàn hảo luôn. Cơ đồng có này, sát thương có này, nè chiếu ok này. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn nhé, tâm xá của nó thì vô địch thiên hà luôn. Tâm xá của thằng thốn thì bà chạy luôn, các bạn bắn cầm thằng thốn, bắn combat tổng thì cực phê luôn. Bắn rất là rồng, rất là xá các bạn nhé. Thốn dành cho combat tổng rồi đấy các bạn ạ, thằng thốn dành cho combat tổng đấy. Nhưng khi combat tổng sẽ chơi như thế nào thì clip này mình nghĩ là sẽ không có đó. Vì clip này mình sẽ chơi thiên hướng sát thủ. Mình sẽ kích 3 viên đạn tím và liếp chiêu 2 lên bắn luôn các bạn nhé. Đây thằng bên trái này, từ lắp viên đạn cái đã. Bình tĩnh anh em ạ. Bình tĩnh đi, cái phá không ăn được thì ta còn lui về. Đánh mà cầm cảm giác không ăn được cái đánh làm gì. Đây rồi, chưa ba. Bạch. Trời ơi, nó ngon chưa anh em ạ. Rồi từ từ kéo với một phát nào. Kéo nào, rồi hay quá. Đấy, cứ bắn thôi các bạn nhé. Đấy, cứ bắn thôi. Các bạn đừng có vội dùng chiêu 2 nhé. Đấy, cảm giác chiêu 2 nói chung là chiêu 2 nói chung cái kiểu nó rất là khó giải thích. Bởi vì chiêu 2 là dùng rất là nhiều tình huống. Thậm chí nói chung là dùng được cả chục kiểu ấy. Mình để mà nói chục kiểu thì dùng nhiều tình huống thì nó khó. Bởi vì là phải xảy ra nhiều tình huống. Nên nôm na rằng lết game thì khi các bạn kích 3 cái viên đạn tím, chúng ta sẽ đánh chủ động lướt chiêu 2 luôn để bắn. Còn không thì các bạn cứ giữ chiêu 2 đấy để chúng ta dùng được combo double kill càng tốt. Còn không thì các bạn cứ kích hoạt late game, cứ kích hoạt mình bắn. Đấy, bởi vì khi thốn giết được hoặc hỗ trợ thì các bạn sẽ được hồi ngay lập tức chiêu 2 và các bạn sẽ lướt liên tỏi luôn cho mình. Rồi, thì để mà thực tế cho các bạn hiểu nhất thì cái clip này mình hướng dẫn nhiệt tình quá mà quên giới thiệu là anh em có nhu cầu mua quân huy hoặc anh em muốn nick thì các bạn cứ nhắn tin vào Zalo cho mình nhá. Khổ lắm anh em ạ. Mày ấy quá mình quên giới thiệu về quân huy Zalo khổ thế chứ. Không sao. Đây cái phá này từ bình tĩnh. Còn một phá có mắt tổng nữa. Mình sẽ cho anh em thấy nhá. Từ bình tĩnh đây thằng. Ôi lu chưa băng thốt. À thằng lo đeo. Đây lao lên chơi luôn. Thằng này định bay vào đấy nhưng mà sờ xịt các bạn ạ. Bay vào mà sờ đấy các bạn. Đấy thằng này định bay vào mà sờ xịt đấy. Rồi mình đẩy quả đấy phát cho mình có mắt tổng như anh em thấy này. Lắp 3 viên đạn tím mình bắn 3 chày luôn. Đây cái pha. Rồi full đô đây nhá. Hiện tại bây giờ mình full đô rồi. Có thêm cả cung Tama là chứ không sử một bộ có thằng nào cả. Đấy từ bình tĩnh thôi. Lui đi anh em ơi. Đấy mình sẽ nấp này 3 viên tím này. Ba viên tím này. Không cái chết chán hủy đạn rồi. Thôi lướt lên bắn thằng nã. 1-2 viên rồi. Tiếp. Rồi bật cung Tama bắn tiếp. Lướt bắn xúc. Rồi thằng các bạn thấy chưa? Hình như là một thằng mình bắn 2 phát thôi các bạn ạ. Một thằng mình bắn đúng 2 phát. Đấy. Thì như thế này vẫn chưa tiếp tục được không? Tí nữa mình sẽ làm thêm một pha combat là quý. Từ từ quý đi anh em ơi. Từ bình tĩnh cũng bắn đến giết. Đấy, siêu phẩm chờ đằng sau thì hy vọng các bạn hãy xem những siêu phẩm đằng sau nha. Và mình nghĩ clip để kết thúc rồi. Và các bạn đừng quên là hãy comment ở dưới phần bình luận clip của mình nha. Tất cả bạn em mài yêu, bye bye. Move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.